Hello, mình xin chào các bạn. Hôm nay tớ sẽ chơi game game số IO nha các bạn. Nó cũng hơi hay, tớ mới tìm hiểu tí á. Rồi phải đợi thôi các bạn ơi. Cũng hay lắm. Cái này tôi nhớ là level 5 nha các bạn. Các bạn ơi, giờ tớ sẽ phóng to lên nha. I see a Russian in America. Để tập lại ở cái này. Úi ui. Go đi các bạn ơi, tớ là bị cô bác ở đài đây. Úi ui 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 ui. Bạn ơi, các bạn ơi, phụ tớ, tớ phải giết cái con kia. Attack this. Đồ, sao ấn ta? Ô, các bạn ơi, để tôi thoát game cái đã các bạn ơi. Quay lại từ đầu game này, sao nó phải lãi làm vậy? Nó đã bị lỗi tí rồi, tớ ghi là vậy thôi. Bây giờ tớ chơi là nó sẽ vậy nè. Not America. Ấn ừ, ôi dồi, cái gì mà đúng sợ luôn á. Tiếp nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó, vậy mới phải chứ. Các bạn ơi, tớ đang tấn công quá trời mò luôn, level 2. Úi ui, level 3. Một phát là level 3 luôn các bạn ơi. Đó nè. Level 4. Ôi 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 anh ơi, anh ơi. Trời ơi. No, tại sao tôi lại chết trong hoàn cảnh khó khăn? Ôi, giết con này được, được bao nhiêu? No. Trời, level 14 luôn các bạn ơi, tớ chơi gà quá. Giết đi. Ồ, mà cái con này cũng giết cũng hơi khó nha. Ồ, không, nó dễ giết quá. Tớ chơi, chơi viết luôn. Nhưng khi chơi viết thì nó cũng phải mất tốn rất nhiều thời gian. Ôi, 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 ôi. Cái con level max các bạn ơi, level... Ủa, chưa level max luôn hả? Tớ phải cần giết con này càng tốt. Ôi ôi mày vậy mày mà. Ôi 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 ôi. Ủa tớ không có cái kiếm các bạn ơi, kiếm của tớ mất rồi. Sữa đẹp nè. Ó ó ba phát chết liền. Giờ vào ra vào với vậy. Một 2 3 4 ôi ôi 6 luôn rồi các bạn ơi. Tên là 6 cũng mạnh lắm rồi các bạn. Ôi ôi. À mít trốn à. Nằm mơ nè. Ôi ôi. Bụng lè. Đó à, quá trời luôn. Level 7 càng tốt. Bụng. Không biết tớ đang hạng mấy nữa. Bây giờ tớ qua đặt lên rồi. Ô level 8. Ủa hết con bộ. Ôi 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 ôi. No. Rồi tục. Mới đầu vô là cho level 1. Nhưng nãy tớ chơi là được level 7 nha. Hồi nãy tớ chơi là level 8 nhưng tự nhiên ai giết tớ đó. Ủa có hai đạn. Ủa đây là con mà giữ, con mà giữ. Đó. Một phát ưa, một hít là chết. Một hít nha bạn. Úi ui, kiếm vàng các hồi là kiếm mạnh hơn nữa. Ra coi. Yeah.
Level 9 rồi. Tầm nhắn cũng đã xa. Bụng. Ôi. Ơ bà ơi, level 1 hả? No. Level 9 gì vậy? Ôi ơi, rồi level 8 rồi. Còn nữa, ép level 9 nha. Đó. Level 10 đi, nâng cấp level 10 đi. Tôi muốn nâng cấp ép level 10 nha. Chắc cái màu vàng ở ngay bản đồ là tôi biết là cái gì. Ôi rồi. No, trời ơi, tiền của ta. Tại sao không lại ăn? Hả? Ôi. Đừng giờ nhá. No, trời ơi, cái thằng level 12 ích kỷ đồ. Cù bắp đồ. Ngu không? Tôi không nên chửi đâu các bạn ạ. Bôi quá rình rợn rồi. Đó chắc chắn lần này là tớ phải chơi kinh luôn. Nhưng tại sao tớ lại bị thua rồi? Ủa, nói bị thua hồi bị thua này luôn đó các bạn. Ồ, hai đứa này cũng tẩy nha. Đó. Tội thiệt. Ồ, nghe cái nhạc nó đùng 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 mẹ đùng mẹ. Ủa vậy có ai đủ hả trời? Ồ, thì chiếu chạy nè. Ồ, chắc chạy cũng sẽ mất năng lượng thôi các bạn ạ. Một phát hết hai con luôn. Ô lên vào mưa các bạn ơi. Bùm. Một hít. Một hít chỉ bao cỡ một. À, nó quá tà. Ủa, ủa, con bự này bạn ơi. Các bạn ơi, tôi đã tìm được một em bự, hai em luôn chứ. Ủa, tôi thấy con này hơi trâu nha. Nhưng đại từ 1 tỷ năm đến đây thì các em phải đến đây thì phải đầu hàng, đưa tay lên đầu hàng các em ơi. Trâu nha các bạn, nó đúng trâu luôn á. Ủa sao cục đạn này à, sau khi ta giết được này chắc chắn sẽ thắng. No, 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 no. Đúng luôn, 12 level. Level 10 hả? Ồ, đầu hàng. Chết tay, hai tay lên đầu hàng đi. No, no. No, level 21 gì cơ vậy? Thằng ích kỷ. Đồ ngu, chờ level 17 hả? Không chịu. Không muốn chết. Chà. À, con bự à. Chà. Level 10 đi, nâng cấp level 10 đi. Level 10 đi. Không cho mới vô. Đúng rồi. Level 10 đã có mặt. Một phát, một hết luôn nha các bạn. Một hết chết liền. Cút ra. Cút ra. Một hết chết liền. Ôi. Các bạn ơi, có thằng nào nó dám giết tớ? Oh, no. Bùm bùm bùm. Tôi sẽ giết thôi. He. Ôi. Bạn nè. Không. Thôi các bạn ơi, tôi chết nhiều quá. Level 8 rồi, thằng nào nó dám giết tao. Bùm. Quá. Thôi chắc tao phải chết liền thôi. Bùng. 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 Bùng.
Tôi phải gửi level mấy tỷ luôn. Đụng đụng trả đồ ăn lại nó lên. Đụng mày tính chốt hả? Mày tính chốt hả? Level 8 ngay. Ủa nữa nè. Mày tính trốn mà, mày tính trốn đi đâu? Mày tính trốn. Quá, một hít chết luôn. Ô da, được level mấy luôn? Hai thằng ba luôn. Một hít. Ui. Ủa nãy cái con kia nó một hít là nó chết mà trời. Con gì phát keo quá vậy? Đâu rồi? Ô một hít chết thì còn các bạn ơi. Đó được level 10 đó. Cực lắm mới được level 10 nha bạn. Một hít, hai hít chết, ba hít, bốn hít là chết mấy trăm thằng. Ủa vô đó là bọn của anh em rồi. Rút lui thôi. Đây. Đó đó, kiếm lửa thần thoại của phép thuật Enchantis. Một thích là chết hết nha các bạn ơi, quá nóng giống nha, giống như là con bự đúng không? Một thích chết. Ủa con chúa mà, con chúa một thích chết. Bụng liền phải ăn mò liền. Trời ơi, trời. Ôi 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 luôn các bạn ơi, tôi phải chạy lẹ. Ô nó hồi sinh kìa, chạy thôi. Ô đây nè. Ô ta da 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 da. Trốn đây an toàn lắm. Ô đổi mát rồi. Ủa, đâu ra có con thỏ gì ghê vậy trời. Ô rồng đúng nhiều đồ ăn luôn nha các bạn. Phải vô đây, ô rồng con. Mi rồng con tao phải giết. Mi vô chỗ của ta, tao phải giết người. Ô tại sao? No, ta trúng cái này rồi, ta không giết người được luôn. No, no, trốn lẹ. Đúng rồi, dỗ lắm con trời của ta. Thì ta có thể giết người bất cứ lúc nào nha. Mi tự giết ta được à? Tự ngu. Cái trốn rồi. Hello, anh em, tôi có level 12 nè. Ô, anh em quá level nhiều luôn nè các bạn. Hello, cái này trong sự ta quá nè. Rồi mắt nè, rồi bà đâu quả, rồi bầu quá, rồi bánh, rồi bát. Nó nói cái gì đó cũng không hiểu luôn. Ủa, tôi đang hạng 7 các bạn ơi. Tôi đã đang nhắn tin về tình yêu của mấy người đó rồi. Thôi, đừng có bàn bạc chuyện của hai người đó. Mày đã giết cái bà luôn đó nha các bạn. Nãy con này nè. Ủa nhớ một phút chết mà. Level 2 rồi. Xin đừng đánh tôi. 23 gì đẹp. Ủa người đó phát ra rồi hả các bạn? Game đã đi game đi. No no, đây con rồng chúa tể của ta. Xem một no no no, đừng chết cho nó chiến các bạn ơi. Tớ không thích nó chiến đâu. No, chiến nè. Một phút lẻ, một phút chiến. Ôi anh bạn ơi. Thôi, các bạn ơi, video đến đây đã kết thúc rồi. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại lần sau nha bạn. Goodbye.